Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách đó là đi bằng hai tay 100m. Lâu lắm rồi mình không đi thực hiện thử thách này rồi. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách, mình sẽ đi xung quanh cái sân kia. Đi xung quanh sân kia. Sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành cái thử thách đi 100m nha anh em nha. Mình sẽ đi vào quanh sân. Sân nhà mình cũng khá rộng, mình đi chắc khoảng độ 2 vòng sân là sẽ là đủ 100. Anh em chuẩn bị xem nha, mình sẽ thực hiện clip nha. Các anh em chờ nha. Mình sẽ bước đầu tiên mình sẽ khởi động, sau đó là mình sẽ đi khoảng hai tay 100m nha anh em nha. Anh em nhớ cố gắng đó xem nha. Giờ thì tôi sẽ không linh tinh như thuyền nữa. Tôi sẽ đi 100m cho các bạn xem nha. Đi vòng quanh sân này luôn. Để làm nói được làm được. Quãng đường các bạn ơi. Tôi sẽ tiếp tục đi lướt quãng đường. Thank you.
không bỏ qua. Ok, mình sẽ tiếp tục thực hiện thử thách, mình sẽ không bỏ qua các bạn. Ok, let's go. Tiếp tục thử thử thách. Tiếp tục nha. 62 tay à? Lâu không đi à? Tâm sự thật với hai bạn, các bạn là mình biết đi hai tay từ hồi lớp 8 rồi. Cuối hè lớp 8 là từ cái đợt đấy là mình xem theo cái chương trình Chuyện Làm Việt Nam ấy, Chuyện Làm Việt Nam ấy. Thì mình thấy người ta đi như thế, mình bắt chước về. Ngày chiều đến chiều nào mình cũng luyện tập. Cứ dần dần này cứ đi ngã bao nhiêu lần là đau lắm. Nhưng mà mình quyết tâm mình đi được. Ok. Đến mình cứ đi, cứ tập đi, lên lại ngã, lên lại ngã. Rồi nó cứ dần dần thế này, chiều đi được 3 bước này, rồi dần dần lên 4 bước, 5 bước. Thế là dần quen tay là cứ đi yêu ấy. Cũng ngã nhiều lắm các bạn, ngã luôn. Đập cái lưng xuống đất ấy, đau lắm. Tức cái ngực. Ngã nhiều lần nhưng mà quyết tâm mình phải bắt chước được em mình. Phải làm. Mình các bạn. Chỉ phải bạn phải chịu đau bạn, không sợ, chứ ngã một hai lần mà thấy đau mà bỏ cuộc thì bạn không luyện như mình nhau. Ngày xưa mình trải qua nhiều rồi. Ngã đập lưng đập tay đau hết người mà mình vẫn tiếp tục, mình không bỏ cuộc, mình vẫn học cho đến biết đi thôi. Nhiều người ta biết đi đẳng cấp thì người ta còn đi được mặc cầu thang ấy, mình nguy hiểm thì không sợ, chờ cái đấy gãy răng có ngày bạn. Rồi là cầm trứng này, cầm tay cầm trứng này đi này, sau cầm vào ghế đi này. Một khi đã biết đi nhé các bạn, đi thành thạo rồi các bạn có thể
3, 4, 5 hoặc là 5, 6 năm các bạn không hề đi, nhưng mà một khi bạn muốn đi các bạn đã đi như thường, thành cái thói quen, thành cái gì đó người ta ngấm vào trong người, người ta không có thể quên được. Mình mấy năm mình không đi, hôm nay mình đi mình vẫn có thể đi được 100 mét, à không, chưa đi được 100 mét, nhưng mà mệt quá không đi được. Chứ không phải là mình không chứ không phải mình không giữ thăng bằng, là do mình mệt quá, tay nó không thể đi được nữa. Chứ không phải là mình chỉ còn là tập đi vớ vẩn, đi vài bước là ngã đâu, không phải đâu. Mình mệt quá lâu lắm, lâu rồi mình không thực hiện cái này nên là mình không đi được nữa, mệt quá. Chứ không phải là mình mới tập đi vài bước là ngã đâu, không phải đâu. Các bạn nhìn thấy mình có thể đi sang trái sang phải, đi hết, đi lùi, đi lùi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình thực hiện thử thách, cố nữa để cho nó được 100 mét để thực hiện nào, để thực hiện hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà cái video này mình đặt ra. Thử thách của mình là 100 mét, thì mình sẽ cố gắng mình đi sẽ được 100 mét các bạn nhé. Các bạn hãy chờ xem nhé. Tiếp tục là mình sẽ nghỉ một chút đây, mình sẽ lại đi tiếp. Trước là to lắm, bây giờ gầy cái này đây. Trước 60 cân, giờ còn năm mấy cân. Cơ thể là hao gầy rồi. Mình sẽ tiếp tục, mình sẽ thực hiện thử thách nha. Các bạn hãy cổ vũ nha. Các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có động lực mình làm video nha. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quá mệt các bạn, đã hoàn thành xong thử thách đặt ra. Thật sự là quá mệt, đây mà bây giờ cũng còn đến giờ nấu cơm. 5 giờ chiều rồi. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhá. Các bạn nhớ hay, các bạn thấy hay nhớ like và subscribe kênh YouTube mình nha. Thôi, mình chào các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, chào tất cả các bạn nha. Bye bye nha.